đã sơn nhẹ xong rồi nè. Hôm bữa là lúc mà hoàn chiếu cho các bạn xem á, toàn bộ lúc đó là phần thô thôi, thành ra các bạn chưa có tưởng tượng được những cái miếng mảng màu đây. Cái chữ C này nó có hai phần nha, nguyên cái chữ C là chrome nè, đấy cái phần dưới là lạp da nè, đúng không? Nguyên cái C này là chrome nè, cái này chrome luôn đó, mà nó tháo từng phần ra được, thành ra em tháo luôn cho bên Đồng Sơn họ xử lý luôn chrome luôn. Rồi các bạn đã sơn nhẹ xong rồi nè, hôm bữa là lúc mà hoàn chiếu cho các bạn xem á, toàn bộ lúc đó là phần thô thôi, thành ra các bạn chưa có tưởng tượng được những cái miếng mảng màu đây. Bây giờ hoàn đã phối xong, các bạn nhìn đi, Defender mini chưa, quá Defender luôn. Khi mà chia mảng màu ra thì chúng ta mới nhìn rõ được ha. Lúc này thì hoàn chắc chắn rồi, các đường gân guốc của cái phần cản đồ này kia nó mới hiện lên đó, có lưới tổ ong luôn nha các bạn nha. Thì có một đặc điểm là hoàn toàn bộ cái phần cản đây nè, hoàn làm cái cua về cũng như là phần lườn là hoàn cho đen bóng luôn. Tại vì sao? Vì tạm thời bây giờ là hoàn đang sử dụng màu jean hoàn chơi, một thời gian nữa hoàn sẽ đổi em nó thành là màu đen nhám, thì lúc đó nó sẽ có hai cái màu là đen bóng và đen nhám, cũng rất là ngầu nha. Kiến chí họa hoàng cho đen bóng luôn. Đây, đây, cụ hoàng đã coi thử phần cản sau nè các bạn. Đó, lên màu một cái là nhìn khác hẳn liền à các bạn ơi. Đã ha. Rồi, hoàng đang rá vô thử để coi cái phần mảng màu có cần điều chỉnh lại gì không. Nhưng mà hoàng thấy là khá là ổn rồi đó. Tạm thời mọi thứ ok rồi. Bây giờ là tới công đoạn là bọc da toàn bộ cái phần nội thất, ráp vô là hoàn thiện thôi. Tiếp tục nha các bạn.
Vâng, vậy là toàn bộ phần nội thất Hoàng làm cho em đi mini Defender VF3 của Hoàng đã hoàn thiện xong rồi. Các bạn nhìn đi, nhiều chi tiết lắm, quá nhiều chi tiết luôn. Tại vì Hoàng quyết định là Hoàng đổi toàn bộ phần nội thất qua màu đen. Tất cả những cái phần nhựa Hoàng đều cho bọc da đen hết luôn. Chỗ nào nhựa là mình bọc da, chỗ nào nhựa là bọc da luôn. Chỉ có xe xịn mới có được như vậy thôi nha các bạn. Rồi, tiếp theo nè các bạn. Thì sau khi mà cân đo đong đếm suy nghĩ tới lui, Hoàng quyết định Hoàng chọn cặp ghế E63 để mà làm hai ghế trước. Ghế này thiệt ra rất là hay nha. Và cái cách tiện lợi nhất như Hoàng đã nói từ đầu rồi, cách gập lại rất là dễ dàng. Gập xuống, ghế sẽ tự động chạy lên, đi ra đằng sau dễ dàng. Và tại sao Hoàng chọn cái kiểu này? Thì trước mắt Hoàng vẫn giữ lại 4 chỗ ha. Thì phía sau ở đây Hoàng cho các bạn xem, băng phía sau Hoàng đã cho thiết kế lại rồi. Nó sẽ có gập từng phần một nha. Phần vô lăng bọc da thôi, không làm gì cả. Thực ra là anh em nói là đưa thêm nút là lên trên này, nhưng mà Hoàng bọc da. Phần còn lại là phần Hoàng làm bằng gỗ piano đen. Đủ rồi, vậy là đẹp rồi. Đây, táp lô. Đây các bạn, táp lô thì ban đầu VF3 toàn bộ là bằng nhựa hết, thì Hoàng đã cho bọc da toàn bộ. Phần còn lại thì Hoàng sơn chrome. Chất không các bạn? Đó. Ban đầu là Hoàng trên tất cả cái phần cửa này Hoàng đều có cho anh em dặn chỉ, may chỉ lên, chạy chỉ. Nhưng mà sau đó nhìn thấy nó rối quá, Hoàng lại cho anh em làm lại. Các bạn nhìn phần con ngựa mà sau khi mà đề co xong nhìn bắt mắt không? Phần này Hoàng khá là tâm đắc với anh em nha. Làm một con ngựa có thiết kế liên lạc tất cả cái phần mà chữ C này nè, trên cửa nè, trên con ngựa nè, nó liên lạc với nhau, nhìn cũng hay. Gắn vô chiếc xe giống như đến từ tương lai các bạn. Phần chìa khóa Hoàng cắm là Hoàng dời lên đây nè. Đó, nhìn cũng rất là đẹp ha. Đó, xong. Con lạnh, cốc để đồ, cốc để nước, cốc để nước, để đồ ở đây nữa nè. Đó, thêm nhẹ cái led ẩn nữa thôi. Xe này Hoàng đi rất là ít led nội thất nha. Ban đầu thì như Hoàng nói, Hoàng chia sẻ tập trước là Hoàng sẽ định sử dụng là hệ thống loa 3-way của Focal. Nhưng mà sau đó thì Hoàng đổi lại thương hiệu nha. Hoàng chọn cái thương hiệu là Ground Zero, một thương hiệu loa high-end đến từ Đức nha. Còn Focal sẽ đến từ Pháp. Thì bộ này cũng là 3-way luôn. Sau khi mà, tại vì tại sao Hoàng sử dụng bộ này? Tại vì Hoàng chỉ có cái loa Ground Zero này nó mới có cái sub 6.5 inch Hoàng để ở đây thôi. Thành ra là Hoàng đi đồng bộ luôn. Đây nè, đây một cái loa mid và một cái loa chép trên cái cột A. Lát nữa Hoàng sẽ bắt vô các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Đây là Hoàng cho hai cái âm ly, một cái âm ly kéo cho cặp loa và một cái âm ly kéo cho sub. Hoàng thêm một cái đầu chỉnh âm thanh Bluetooth nghe nữa là đầu phát đó các bạn, tuyệt vời. Cái dàn loa Ground Zero đến từ Đức này, nguyên một set này thì nó có giá thành từ 40-60 triệu. Hoàng nghĩ là những khách hàng VF3 có điều kiện thì trải nghiệm thử dòng loa này chắc chắn luôn. Những xe hạng sang nghe xong cũng phải ghiền nha, tại vì cái không gian mình nó nhỏ, cộng thêm cách âm lại nữa, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ Hoàng sẽ cho anh em tiến hành ráp lên nha. Tính tới thời điểm ngày hôm nay Hoàng quay chiếc clip này nè, Hoàng quay cái cảnh này nè, nó đã 10 ngày rồi, nó đã trễ so với tiến độ Hoàng hứa với các bạn 7 ngày rồi, nhưng mà mong các bạn thông cảm. Các bạn nhìn đi, có nhiều chi tiết Hoàng cứ chỉnh sửa tới lui hoài à, mất thời gian quá. Nhưng mà thôi, có còn hơn không, kịp còn hơn trễ. Bây giờ Hoàng sẽ cho anh em ráp nhanh lên để mà hoàn thiện cho các bạn xem nha. Anh em ơi, ráp đi.
Đây các bạn, lên thử cho các bạn xem nè. Lên cửa cái khác biệt liền. Đó. Các bạn đợi xíu hoàn thiện, đã lắm nha. Đây nè, Hoàng cho các bạn xem cái cơ cấu chiếc ghế mà Hoàng làm vô nè. Hai chiếc ghế này Hoàng làm mạt nè ha. Sau này cái này thương mại được nè các bạn, rất là hiệu quả ha. Đây, gặp lại một cái, ngồi một cái, để đồ một cái vẫn được. Gặp lại hai cái. Đó, để đồ gọn gàng, ngon lành. Muốn ngồi một người, ba người phải không? Để này lên. Còn cái này để đồ, ngon lành. Chơi chán một thời gian thì lúc đó Hoàng sẽ làm cái khoang này thành cái khoang giải trí sau. Rồi tiếp tục ráp đi mấy em ơi. Hôm bữa các bạn có hỏi Hoàng là đằng trước có logo chữ V không? Phải có chứ các bạn. Niềm tự hào của Việt Nam mà, logo nè, Hoàng cho CNC rồi nè. Mấy bữa nữa Hoàng mạo vàng nhưng mà tạm thời Hoàng sẽ cho ráp lên trước ha. Một là nằm đây nè, đó. Hai là nằm đây nè, nhưng mà đúng Hoàng sẽ cho nằm lệch qua một bên. Nằm đây nè. Hết bài. Rồi Hoàng đang cho anh em ráp cái phần nội thất, nhưng mà Hoàng tranh thủ cho các bạn xem cái khúc này mới đẹp nè các bạn. Đây, các bạn vô đây. Tại vì cái phần con ngựa giữa các em làm rất là đẹp, nhưng mà khi lắp chiếc ghế vô nó sẽ bị che bớt. Thành ra là bây giờ Hoàng quay cho các bạn nhìn một không gian nội thất để Hoàng đóng cái cửa lại nha. Đến từ tương lai. Một cái thiết kế nó hơi phóng khoáng, nó đi liền cái thiết kế trên cửa có chữ C ở giữa đây. Nhưng mà khi mà Hoàng ráp chiếc ghế bên phụ vô nó sẽ che mất ha. Thành ra bây giờ mình nhìn dưới cái góc này đi. Chắc chắn luôn không thể nào ai nhìn ra đây là một chiếc VF3 đâu. Đây, loa trên cột nè các bạn, nhìn khá là hài hòa ha. Nhìn đẹp, chiếu xa xa là nhìn đẹp toàn cảnh con ngựa. Đó, thì phần ghế Hoàng bắt vô là Hoàng cho các em lắp thêm một cái hệ mâm, bắt vào ốc zin, sau đó chúng ta đặt cái ghế lên và chỉnh điện ha. Tuyệt đối không hạn chế bất cứ một cái gì hết lên cái xe này, vì xe này xe điện mà. Rồi, những công đoạn ráp nội thất cuối cùng trước khi hoàn thiện em VF3. Hoàng mở một đoạn nghe nhỏ thôi, Hoàng sợ bị dính bản quyền các bạn. Hoàng nghĩ đi, 200 mấy chục triệu thôi, che mưa che nắng, âm thanh hay, feel. Thiệt ra là đã độ rồi ha các bạn ha. Gói âm thanh này Hoàng nói từ nãy á, Ground Zero. Nghe nhạc nhẹ cũng hay mà nhạc mạnh cũng hay nha các bạn nha, rất là phê luôn. Thiệt quá lâu rồi. Từ ngày mà mua xe cho tới ngày hôm nay Hoàng mới được chạy lại em VF3, sướng quá các bạn nè. Chính thức ngày hôm nay Hoàng mới hoàn thiện 100% em đó các bạn. Hẹn với các bạn 10 ngày nhưng mà tính tới thời điểm này là trôi qua là 2 tuần luôn. Thiệt ra tại vì Hoàng có nghiên cứu thêm một số cái để mà bỏ thêm vô xe. Thành ra cho tới ngày hôm nay mới gọi là hoàn thiện 100% cái giai đoạn là nâng cấp một em VF3 thành một em VF3 Pro Max, hay còn gọi là Mini Defender các bạn. Đó, các bạn nhìn đi, không gian lái bữa nay gác tay nè, đã ha các bạn ha. Đó, êm ái nè, ngon lành, nhạc hay. Các bạn nhìn lại toàn bộ phần nội thất, Hoàng phối lại màu đen ok không? Cái phần trước là Hoàng sơn chrome nè, các bạn nhìn thử coi.
nhấn nhẹ led chút xíu thôi. Loa thì set loa Yashiro 3-way súp hơi, đánh tung nóc luôn các bạn. Nhạc dập là tung nóc luôn á, đã lắm. Giá thành cũng hợp lý ha. Thì cho tới giờ phút này, toàn bộ tất cả những cái nâng cấp Hoàng làm trên MBF3 này là những cái mà là hoàn toàn là sản phẩm từ custom và độ chế. Những cái phần mà gắn thêm ví dụ như là camera 360 nè, hay là màn hình odo, hay là thì Hoàng chưa gắn cái gì cả. Cái đó mình để tính sau đi. Giờ trước mắt là mình độ chế đã, sướng đã. Các bạn đang chạy sướng quá. Bữa nay chạy xe cảm giác nó đầm hơn một chút. Các bạn biết tại sao không? Tại vì Hoàng gắn đồ nhiều quá, nó nặng hơn nên nó đầm hơn. Còn cái việc mà tiêu hao pin nó như thế nào thì chưa biết được, phải trải nghiệm mới biết được. Nói thiệt luôn, từ ngày mua xe cho tới ngày hôm nay luôn, hơn một tháng trời là mới được chạy. Đã quá. Bắt đầu từ ngày mai là Hoàng sẽ chạy em này đi làm. Các bạn sẽ nhìn thấy nó ngoài đường nha các bạn nha. Nãy giờ Hoàng đi ngoài đường nhiều anh em nhìn lắm nha. Lạ mà các bạn, như Hoàng đã nói rồi, nhiều bạn nói với Hoàng là sao không mua luôn một em VF5, VF7, VF8, VF9 vậy đó. Thiệt ra nếu bạn đi xe đó ngoài đường đâu ai nhìn đâu. Chắc chắn luôn, bây giờ con Mini Defender của Hoàng ra mà đậu ngay đèn đỏ, xanh đèn đỏ là độc lạ luôn. Rất là độc lạ. Đỉnh nóc kịch trần. Đã nha. Với lại các bạn biết sao, bữa nay là Hoàng đã cách âm, Hoàng cách âm cho em này tới 4 lớp lận. Thành ra là gần như tất cả những cái tiếng vọng từ ngoài vào xe, các bạn thấy không, nãy giờ Hoàng đi ngoài đường xe tải không nè, mà không hề có tiếng ồn gì luôn nha. Khá là êm ái nha. Còn mà phù, có nhiều bạn phản ảnh về cái phù nó tưng hay nó sốc gì đó, thì chắc có lẽ là Hoàng phải trải nghiệm đã. Thì lúc đó chúng ta sẽ tìm thêm những cái khuyết điểm. Nhưng mà trước mắt thì bây giờ là Hoàng quá hài lòng với em Mini Defender của Hoàng rồi. Đó, bây giờ Hoàng sẽ cho em này về lại Master Gear và Hoàng review nhanh lại sơ bộ toàn bộ em đó ha. Nha các bạn nha. Rồi, mời các bạn cùng Hoàng đi về Master Gear. Các bạn, xin giới thiệu với các bạn VF3 Pro Max hay còn gọi là Mini Defender. Đó, khi mà khởi động là có welcome light nha các bạn nha. Sau đó đèn tự chuyển qua màu trắng. Đó, lúc này các bạn nhìn đi, khi mà Hoàng sơn rõ ràng ra hai màu, các bạn sẽ nhìn rõ được cái phần cản ha. Lúc này thì là gần như là đúng nghĩa là một em Mini Defender. Đó, phần đèn này thì Hoàng nói từ đầu rồi, từ những tập 1 rồi, cái bi laser này của Hoàng là xịn đó nha, có thể điều chỉnh theo góc lái được luôn. Và đây không thể thiếu logo VinFast, cánh chim đặc biệt ha, cái này thì chắc chắn không thể thiếu được rồi. Khi mà các Hoàng làm cái cản ra, sơn ra lúc mà phần 1 các bạn nhìn đó, khi mà còn để cái phôi á, các bạn chưa nhìn rõ được cái cản, thì khi sơn lên như vậy nè, phần mặt nạ, phần cản nó mới hiện ra. Thì các bạn qua đây nè, các bạn qua đây góc này với Hoàng nè, thì là Hoàng cho các em dán nửa phần trên bằng BBF màu đen. Đó, các bạn hạ xuống nè. Rồi phần mâm các bạn thấy không, lúc này thì xe chia ra rõ rệt thành hai phần màu luôn, đen trên, đen dưới, ở giữa màu xám. Lúc này nó ra từng cái mảng khối, nhìn nó đặc biệt hơn ha. Đi, chúng ta cùng ra phần phía sau. Phần cản khi mà Hoàng sơn xong thì lúc đó các bạn mới nhìn rõ được cái khối của cái cản ha. Lúc trước để phôi thì nhìn nó không rõ lắm. Đó,
Phía sau thì Hoàng bỏ chữ luôn, Hoàng chỉ để như vậy thôi. Đó, phần cốp. Đây, phần yên thì như Hoàng đã nói từ đầu rồi ha. Cơ chế bây giờ là thích đóng mở phần nào thì chúng ta sẽ đóng mở phần đó để đồ và vẫn ngồi được bình thường ha các bạn ha. Đó. Hoàn toàn đây là một sản phẩm của niềm đam mê và độ chế 100% nha các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vô phần nội thất. Đó, Hoàng đã quay khá là nhiều rồi ha. Như nãy Hoàng cũng đã mở nhạc cho các bạn nghe thử rồi. Đây, các bạn qua phía bên này. Đây, như Hoàng đã nói, hai chiếc ghế này Hoàng lấy của xe coupe, thành ra một cái cơ chế ra vào rất là đơn giản nè các bạn. Đó, rất là đơn giản. Hoàng 1m7 mấy nhưng mà chui vô ngồi rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ ha, không có bị mất nhiều thời gian. Đi ra cũng vậy. Đó, đó, rất là gọn gàng, đơn giản, không có gì phức tạp hết. Đó, tất cả những gì nãy giờ thì là Hoàng đã quay lại hết cho các bạn xem quá trình rồi ha. Phần cửa, phần thiết kế, phần con ngựa giữa, phần cắp bi, phần cắp lô. Nhưng có một cái đặc biệt, các bạn qua đây Hoàng chỉ cho các bạn xem. Cái này thì Hoàng nghĩ rằng có thể đưa vào thương mại được các bạn. Đây, ở dưới này. Đây Hoàng chỉ cho các bạn xem, cái này nó nằm hơi sâu ở dưới nha. Cái công tắc bí mật. Đây là Hoàng có làm một cái công tắc bí mật. Các bạn nhìn thấy không? Đó, nó có một cái công tắc bí mật. Thì Hoàng giải thích cho các bạn nghe cái công tắc bí mật này rất là hay. Đây Hoàng để hình cho các bạn dễ tham khảo. Thì như tất cả các anh em mà hay đi xe điện có nói với nhau rằng là phải chuẩn bị thêm một cái khóa 10. Tại vì khi xe điện bị lỗi á, chúng ta phải tháo cái cọc bình để cho xe reset lại từ đầu, reset lại cái cao áp và nó sẽ hết lỗi. Thì nay Hoàng làm một cái công tắc, chúng ta có thể cơ chế đóng và mở một nút, một lần chạm tắt một cái nó sẽ hoạt động y chang như là ngắt bình luôn, y chang như là tháo cọc bình luôn. Nó sẽ gồm 3 giai đoạn: 2 giây đầu reset lại điện, 6 giây sau là xả lại cái áp lực cao áp, và 4 giây cuối là kích hoạt điện trở lại. Cái này rất là hay nha. Toàn bộ cái hệ thống này chỉ khoảng từ 4-5 triệu đồng thôi, là chúng ta không cần phải vô tháo cái cọc bình nữa, mà chỉ cần một cái nút gạt là xong. Đó, cái này là Hoàng thấy rất là hữu dụng nha. Không có lo xe điện, không có lo xe điện bị coi như là đứng máy, đứng lỗi áp hay lỗi gì cả, một cái công tắc reset là xong. Đó, rồi đây anh cho các bạn coi phần cốp bữa nay khá là gọn gàng. Đây, Hoàng cho làm nỉ rồi, gọn gàng. Châm nước ở đây ha, nhìn cũng khá là gọn gàng, để đồ rất là ok. Tất cả các cái phần khớp khóa bữa nay là Hoàng cho làm CNC hết rồi, không phải như bữa trước. Bữa trước là Hoàng làm mẫu thôi, và là Hoàng đã báo giá thương mại luôn. Một cái set cốp bao gồm ti, khóa bên trong bên ngoài và cái hộc chứa đồ này luôn, hiện tại thì bên Hoàng khoảng 17 triệu thôi. Rồi, coi như là cái hạng mục mà nâng cấp một MV F3 thành một MV F3 Pro Max Hoàng đã hoàn thành xong. Thành thật xin lỗi các bạn vì để các bạn chờ hơi lâu một tí, do là nó sẽ khó hoàn cho anh em nghiên cứu cái công tắc đặc biệt đó các bạn. Và sau khi nghiên cứu xong phải chạy thử nghiệm nữa, tới ngày hôm nay mới thành công. Và bắt đầu từ ngày hôm nay Hoàng sẽ cho em này lăn bánh ngoài đường để đi làm nha. Các bạn thấy em Defender, Mini Defender này ngoài đường thì là say hi với Hoàng cái nha. Rồi, một lần nữa Hoàng cảm ơn các bạn thật nhiều khi đã đồng hành cùng Hoàng trong suốt cái chặng đường mà biến một em VF3 thành một em Mini Defender này. Nếu mà các bạn thấy hay hoặc là ý nghĩa thì đừng quên cho Hoàng một cặp like hoặc là một comment nha. Ai đang theo dõi kênh của Hoàng mà chưa đăng ký kênh thì cho Hoàng một đăng ký nha. Bây giờ Hoàng, trước khi chúng ta chia tay nhau, Hoàng mời các bạn xem lại toàn bộ chiếc clip before và after của em VF3 thành em Mini Defender nha. Sau khi chạy em này một thời gian, Hoàng sẽ tiếp tục
nâng cấp thêm những món đồ, những cái trang bị tiếp theo, nó ở một cái giai đoạn sau. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những chiến clip tiếp theo nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.